Em chào mọi người nha. Hôm nay thì em sẽ quay một chút cái hàng Hồ Điệp Đại để cho các bác là có cái nhìn nhận chung chuẩn bị cho ngày Tết. Thì hàng Hồ Điệp Đại này bây giờ đa số là nụ thôi. Đấy, chỉ có một vài màu hoa thì nó đang nở 1-2-3 bông. Em sẽ quay mẫu cho mọi người. Và nó nở thôi. Đây là màu trắng. Đấy, trắng V3. Cây này thì nó lại là cây hai ngồng. Đây, em cầm một cây cho các bác xem này. Đấy, cây hai ngồng rất là đẹp như này. Cây này giá nó cao hơn một xíu. Lúc này các bác có thể qua vườn lựa chọn nhé. Qua vườn lựa chọn thoải. Hoặc là cái màu vàng này cũng là một cái màu cơ bản. Đó. Vàng rất là đậm đẹp này. Nụ hoa dài cực kỳ luôn, 3 bông đang nở này. Đếm tiếp nụ nhé. 1 2 4 tầm khoảng 9 10 nụ. Rất là đẹp hồ điệp. Với mấy màu như trên hình, hồng phấn này, tiểu mai này, trắng nhị đỏ và cánh bướm. Thì những cái cây này hiện trạng của nó thì đang nụ hoa chi chít rất là nhiều. Đó, gồm có 2 cây một ngồng và 2 cây hai ngồng. Một ngồng thì tay cành cực kỳ nhiều luôn này. Đó, đây là một ngồng trắng nhị đỏ. Đấy. Còn đây là hai ngồng. Đấy, một ngồng thì bao giờ nó cũng có vài cái tay rất là đẹp. Đấy. Thì combo 4 cây này em sẽ bán với giá là 290.000 bao ship toàn quốc nhé. Đấy, cây này thì nó là cái cây ở cái hiện trạng hoa đẹp nhất rồi. Đấy, rất là đẹp. Khi mà so với những cái loại 50.000 ngày trước em bán này. Đấy, thì chất lượng của nó là cao hơn. Đó, thế nên là giá nó cũng khác. Những cái loại này là để cận kề Tết rồi. Đây, rất là sai nụ này, chi chít nụ luôn. Đó, mà số lượng cây thì rất là nhiều. Luôn luôn là chọn cho các bác những cái cây đẹp nhất. Đây, trắng nhị đỏ này. Tay cành nụ hoa đẹp cực kỳ luôn. Thì combo 4 cái cây này nhá. Thì là 290.000 bao ship toàn quốc. Đấy, mặt hàng hồ điệp thơm nhá. Đấy, loại này thì là màu hoa hồng. Cây nó tuyệt đẹp như thế này cơ mà. Bộ rễ bên trong này, lá không hề có lỗi gì hết này. Hoa thì các bác có thể lấy đang hoa và đang nụ nhé. Nó sẽ có một ít cây nở hoa thôi, còn đa số là nó sẽ đang nụ như thế này. Đó. Đang nụ như thế này. Một cây này thì hôm nay em giảm giá cho các bác xuống còn 50.000 một cây nhé. 50.000 cho một cây hồ điệp thơm này. Đấy, bây giờ để em chuyển sang cái mặt hàng khác. Đó là hồ điệp đại. Hồ điệp đại thì ngồng nó vượt lá rồi. Đấy, ngồng nó cao hơn lá độ khoảng 5-7 phân rồi. Bộ rễ bên trong rất là thích. Về cây, hình thức cây thì không có cái lỗi lầm gì hết. Đó, đảm bảo là cây đẹp, cây tơ. Đây, bộ rễ bên trong này nhìn rất là thích. Cây này chơi xong rồi các bác trồng lại thoải mái luôn. Hồ điệp đại này thì em cũng bán với cái giá là 50.000, nhưng mà mua 10 cây thì sẽ còn 45.000 nhá. 10 cây thì sẽ là 450. Bao ship toàn quốc luôn cho các bác. Hiện tại là cứ mua 10 cây